Rồi em chào bà con nhân nay ngày 29 tháng 4 2024 ha. Em lên số máy rẽ bèo cho bà con coi có gì ủng hộ em ha. Đầu tiên là cây Apple Neo 5 nè, cây này RAM 2 bổ như 16 Android 5 chấm luôn. Cây này xài được hai sim luôn, màu trắng cũng còn đẹp ha. Đó, cây này xài hai sim luôn. Mã số là 4841 nha, 840 nha. Đó, 300k thôi. Bỏ sim nghe gọi ok luôn, nghe gọi đã luôn ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Cây này thì em còn khoảng 5-6 cây gì đó. Rồi 300k ha, mã số là 840 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu mà cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel xong rồi điện lại cho em ha. Rồi đọc mã, đọc địa chỉ, đọc tên em ghi lại em ship ha. 300 thì cọc em, 100 thì em trừ, còn lại 200 em bao ship cho bà con ha. Mã số là 840 nha. Rồi 841 là Oppo Neo 7 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350 thôi. Mã số là 841 nha. Cây này cũng xài được hai sim ha, nghe gọi tốt, của thằng bồ luôn. Máy móc ok, full chức năng là em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này mã số là 841 nha, full chức năng ha, kinh nguyên cây luôn. Rồi cây này 350 nha, xài được hai sim 4G luôn. Máy móc ok, full chức năng ha. Mã số là 841 nha. 842 nè, cây này Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android nó 5 chấm luôn, em bán 350 luôn. Xài được cũng được hai sim luôn của thằng Sam nha. Đó, đoan nè, đoan là hai sim ha. Đó, máy móc ok luôn, 350, mã số là 842 nha. Rin nguyên cây full chức năng nha. Máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, màn hình Rin men Rin Rin hết luôn. Rồi máy móc ok luôn ha. Rồi 350 nha, mã số là 842 nha. Rồi cây 843 nè, cây này cây Oppo Neo 9 nha, cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này cũng xài được hai sim luôn ha. Em bán cũng 350 luôn, mã số là 843 ha. 843 xài được hai sim, Rin nguyên cây full chức năng. À, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, màn hình thì ok luôn, full luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 350, mã số là 843. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng trăm thì bao ship nha, cọc mới bán, không cọc không bán nha. Rồi mã số là 844 nha. Cây này cây VMAX B3 nha, cây này bị lót ha, nó không nứt không bể cái gì, bị lót miếng à. RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 600 mà giờ bị lót rồi em bán 450 nha. 450 mã số là 844 nha. Này bự tổ bữa nay pin thì trâu như con bò, xài được hai sim 4G. Đó, màn hình Rin men Rin hết, bị lót miếng nè. Là máy móc ok full chức năng luôn ha. Cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng luôn, không lỗi gì hết, chỉ bị lót miếng ở đây thôi. Vài bữa nó cũng hết luôn. Máy móc ok full chức năng ha. Nó bị lót chứ không phải là bị đớp màn hình nha. 450 mã số là 844 nha. Rồi 845 nè, cây này cây Galaxy S5 nha, Galaxy S5 của dòng Sam ha. RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn. Em bán giá là 500k ha. 500k có đo nhịp tim luôn ha, có hồng ngoại luôn. Máy móc ok luôn, mã số là 845 nha. 845 luôn. Cây này thì màn hình Rin men Rin hết toàn bộ, màn hình Rin đẹp ken spec luôn. Màn hình rực nét đã lắm nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Găng tay trên trên nút home luôn, cây này có cường lực sẵn nè. Máy móc ok luôn ha. Đó. Rồi cây này 500 nha, mã số là 845 nha. Rồi cái 846 nè, cây này cây Huawei L21 nha, RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, mã số là 846 nha, 846 nha. Cây này có găng tay một chạm nè. Xài được hai sim luôn nha. Đây hai sim nữa ha, chọt ra là gắn sim ha. Màn hình Rin men Rin Rin hết toàn bộ luôn. Man Rin 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 hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok, có Google Search Play đầy đủ ha. Pin máy còn còn đẹp quá ha. Rồi cây này 500k, mã số là 846 nha. Rồi cây 847 nè, cây Redmi Note 3 nha. Redmi Note 3 RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn nha. Cây này sở hữu được 8 nhân, mỗi một nhân 2 Hz, rất là mạnh mẽ luôn. Cây này em bán 550 thôi, thường thường em bán 600-700, em bán 550 thôi. Cây này chơi được game Liên Quân, Free Fire, V-Up luôn nha. Đó, có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn nha. Cây này nương nương chơi thôi, chứ RAM 2 bộ nhớ 16 thì nó mạnh thiệt, nhưng mà nương nương chơi thôi. Còn muốn chơi mạnh thực sự thì mua RAM 3 bộ nhớ 32 nha.
cây này 847 nha. Còn tất cả ứng dụng này kia cây này thì sở hữu rồi, chạy hết tất cả ứng dụng nha. Cây này thì chơi như lô gia này kia rồi chạy không thấy đường luôn, những ứng dụng này thì khỏi nói rồi ha, chạy không thấy đường. Rồi rất là mạnh mẽ, màn hình Rin Man Rin hết toàn bộ luôn. Cây 550, mã số là 847 nha. Rồi cây 848 nè, cây này cây Oppo A5s, A5s nha. À, cây này A5s cũng đẹp quá trời luôn, bị nứt màn hình. Bị nứt màn hình nha. Nó cảm ứng thì xài bình thường, màn hình Rin luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 550 nha, RAM 3 nha. Thường thường cây này em bán 800, em bán có 550 rồi. À, mã số là 848 nha. Găng tay nó cũng đẹp đẹp ha, găng tay nó ha. Đó, găng tay nó cũng đẹp đẹp ha. Cây này camera kép luôn ha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, màn hình bị nứt nhưng mà được nó đẹp. Nứt ở trên đây miếng nè ha. Dưới đây miếng nữa hai chỗ ha. Nó cảm ứng thì xài bình thường, full chức năng. Camera giọt nước ha, máy móc ok luôn ha. Đó. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Rồi xài được hai sim luôn, giá là 550 và mã số là 848 nha. Rồi cái 849 nè, cây này cây Oppo A3s nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 600 nè, có camera kép nè, pin thì tốt, máy móc ok ha, xài được hai sim luôn. Em bán 600 nha, mã số là 849 nha. Đó, Rin nguyên cây luôn, màn hình Rin men Rin hết, tai thỏ luôn nha. Camera cây thỏ luôn, xài ok luôn ha. Đó, máy em quay clip như vậy mà còn đòi coi hình nữa, không biết hình đâu ra coi. Rồi máy móc ok đẹp ha, 849 nha, giá là 600 ha. Rồi cây Note 4 nha, Note 4 RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn, nhôm nguyên khối luôn, có đo nhịp tim luôn, có hồng ngoại luôn, xài máy móc ok luôn ha. Rồi cây 850 nè, mã số là 850 nha, bài 700k ha, màu hồng. Máy móc ok, màn hình Rin Man Rin Rin hết toàn bộ luôn, máy móc Rin hết luôn ha. Đó, màn hình đẹp kênh sờ bên luôn, màn hình nó đẹp, nó không ám ố không gì hết luôn. Đó, Rin nguyên cây, màn hình có cảm ứng luôn nha. Máy móc ok, có cây viết luôn, 850 nhân 700k ha. Rồi 851 nè, cây Redmi Note 5A Prime ha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 700 nha. Đó, găng tay một chạm, thường thường cây này em bán 800 này, sổ còn 700 luôn, vỏ nó hơi cũ nha. Mã số là 851 nha, 851, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn ha. Máy móc ok, màn hình Rin luôn, men Rin hết toàn bộ luôn. Tải sẵn ứng dụng cho con luôn, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Em quay vòng vòng cho coi nữa ha. Đó, cây này có ghẻ bèo có 700 ha, 700, mã số là 851 nha. Rồi cây 852 nè, cây iPhone 6G 16GB quốc tế full chức năng luôn. Cây này em bán 700 giá sổ cho bà con nữa ha, mã số là 852 nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Đó, găng tay còn luôn nè. Đó. Đó, máy sạch sẽ, máy ok luôn, bỏ gắn ứng dụng vô xài thôi ha. Gắn tài khoản vô rồi tải ha. Đó, 16GB có vân tay luôn, quốc tế luôn, bỏ sim nào cũng được. Tải tất cả ứng dụng luôn trên App Store tải được hết luôn ha. 700k mã số là 852 nha. Rồi cây 853 nè, cây Galaxy Note 4 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 cho Android nó 6 chấm nè, em bán 700 nè, có đo nhịp tim nè, nhôm nguyên khối luôn, máy móc ok full luôn ha. Máy móc ok luôn. Cây này thì có màn hình Super AMOLED luôn ha, màn hình Rin luôn nha, màn hình Rin Super AMOLED luôn. Rồi có cây viết luôn nha, đó có cây viết luôn, máy móc ok full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho con rồi, pin tốt luôn ha. Máy móc ok luôn, 700k mã số là 853 nha. Ai mua thì cọc em cái cạp Viettel 50% nha, cộng trăm thì sẽ bao ship nha, cọc qua thì em sẽ ship ha, 853 ha, 700k ha. Rồi cây 854 nè, cây Huawei Nova 2i nha, cây này RAM 4 mà, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 700 mà chơi được tất cả các loại game luôn, có găng tay một chạm, có camera kép ha. Xài được hai sim 4G luôn, em bán có 700 rồi nha, mã số là 854 nha. Máy móc ok full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Đó, Rin nguyên cây luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, cây này mạnh lắm nha. Có CS Play, Google đầy đủ ha, tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ ha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này 700 nha, mã số là 854 nha.
Rồi cây 855 nè, cây này cây VMAX Joy 2 cộng nha, VMAX Joy 2 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 10 chấm. Cây này em bán 750 nha, 750, mã số là 855 nha, có găng tay một chạm, camera kép nè, pin thì trâu như con bò luôn, xài được hai sim luôn ha. Đó, sạc đuôi tới si luôn, máy móc ok, full chức năng ha. Đó, camera giọt nước luôn, máy móc ok, màn hình rin luôn ha. Rồi em tải sẵn ứng dụng vô con luôn, đó, máy cũng còn đẹp luôn, xài được hai sim luôn, sạc đuôi tới si luôn, giá có 750, mã số là 855 nha, 855 ha. Rồi 856 nè, cây này cây iPhone 6G 16GB quốc tế full chức năng riêng nguyên cây luôn ha. Cây này em bán 750 nha, mã số là 856 nha. Nó full chức năng luôn, găng gai có găng tay luôn nha. Nó găng tay nè ha. Đó, máy sạch sẽ, máy móc ok, full chức năng luôn, màn hình riêng, men riêng hết toàn bộ luôn ha. Đó, nhập tài khoản vô tải thôi ha. Máy móc ok luôn ha. À, full chức năng tại cây này thì mà tải được tất cả các ứng dụng luôn ha, chơi được hết cây iPhone 6G ha, máy móc ok, 750, mã số là 856 nha. Rồi Galaxy Note 5 ha, Galaxy Note 5 luôn, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 900 nha, có găng tay một chạm luôn, có sạc không dây ha, có cây viết ha. À, màn hình Super AMOLED luôn nha, màn hình này Super AMOLED luôn, có hai cảm ứng luôn ha, có cảm ứng viết nữa. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho một kia con này ha, pin thì tốt lắm, máy móc ok ha, rồi vỏ cũ qua 5 tháng thôi nha. Đó, có khi viết nha, màn hình Super AMOLED luôn, cây này em bán 900, RAM 4, bộ nhớ 32 luôn nha, có sạc không dây luôn ha, 857 nha, 857 ha. Rồi cái 858 nè, cây Galaxy Z7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 900 nha, cây này xài được hai sim, một thẻ nhớ luôn, máy móc ok, full chức năng ha. Em bán 900, mã số là 858 nha. Đó, full chức năng luôn, màu xanh nó đẹp ken spen luôn, cả con cá một cái nó lội, một cái điểm ảnh nó rất là cao luôn, vỏ còn đẹp ekin luôn ha. Đó, Z7 Pro nha, máy móc ok, full chức năng ha, tải sẵn dụng luôn rồi, pin thì tốt lắm, bỏ hai sim nghe gọi luôn, 858 nha, 900k ha. Em còn hai cây màu này nha. Rồi 859 nha, Galaxy Z7 Plus nha, màu đen luôn, camera kép luôn ha. RAM 4 nha, cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 950 nha. Mã số là 859, xài được 2 sim nha. Máy móc ok của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn, chút nữa em tải vô ha. Pin thì tốt lắm, màu đen luôn, đẹp ha, có 950 nha. Z7 Plus luôn ha, mã số là 859 nha. Rồi 860 nè, cây Galaxy A50 nha, A50 luôn, máy móc ok, camera 3 camera luôn nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này em bán giá 1,2 triệu, màn hình nó Super AMOLED luôn ha, mã số là 860 nha, A50 chứ không phải thường đâu. Đó, cây này màn hình Super AMOLED ở con cá sẵn luôn, nó đẹp ken spen luôn nha. Đó, nó lội nè, đã không? Đó, màn hình rin luôn, máy móc ok luôn ha, màn hình rin luôn nha, ai nó không rin cho luôn. Rồi cái A50 nha, đó, cây này giá có 1,2 triệu nha, mã số là 860 nha, xài được hai sim 4G luôn nha, máy sạc đuôi tai si luôn nha. Rồi em cây Galaxy S9 Plus nha, S8 Plus chứ, cây này Galaxy S8 Plus nha, bị lót, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 9 chấm. Cây này xài được 2 sim, và em bán giá 1,5 triệu ha, 1,5 triệu, mã số là 861 nha, có sạc không dây, có đôi găng tay một chạm, có đôi nhịp tim ha. Cây này mà Super AMOLED công luôn nha, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Nó bị keo chỗ này nè, bị keo nó chỗ này miếng ha, không nứt nha, màn hình này trong dẻo ok hết luôn nha, đi ép kính được luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, bị keo chỗ đó thôi chứ không ảnh hưởng gì hết nha. Em bán sổ luôn cho bà con, có 1,5 triệu rồi nha. Đó, cây này mã số là 861 nha, chứ đó em cầm 6-7 triệu đi mua không nổi.
Cây đầu tiên là cây 810 nè. Cây này cây Oppo Neo 5 nha. Oppo Neo 5 RAM 2 4 16, Android 7 chấm. Cây này em bán 350 nha. Nó còn mới cáo luôn ha. Bỏ túi gọn lắm, nghe gọi ok luôn ha. Nút nguồn nằm bên đây nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Nó em tải sẵn ứng dụng cho con rồi, pin hồi tốt lắm, bỏ được 2 sim luôn. Nghe gọi luôn. 810 nha, 350 ha, 350. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha. Cộng 100 thì bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì nói em nhắn tin qua mà ngân hàng qua ha. Rồi ai cọc mới bán nha. 810 nha, 350 ha. Rồi cái 811 nè, cái này cái Oppo Neo 7 nha, học online top Android 5 chấm luôn, em bán cũng 350 thôi. Đó, bỏ sim nghe gọi ok, 2 sim luôn nha, màu trắng. Máy móc ok, full chức năng, riêng nguyên cây, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc ok, full chức năng ha. Rồi cây này em cũng bán 350 nha, mã số là 811 nha. Em cây này khoảng còn 5-6 cây nữa hết rồi, ai mua thì cọc qua ha. Em có cây iPhone 6s nè, iPhone 6s màu trắng đẹp luôn ha. Máy này thì em sẽ tặng theo cộng cáp ha, tất cả máy ở đây ship đều tặng gờ cáp hết ha. Cây này quốc tế nha, quốc tế nghĩa là bỏ sim luôn, tất cả các nước trên trái đất này bỏ sim đều nhận hết ha, gọi là quốc tế ha. Cây máy này thì bị liệt nút hôm rồi, xài nút hôm ở trên màn hình ha. Nút hôm trong màn hình nè, rút dậy ra ha, nút hôm trong màn hình đó, khóa màn hình. Bấm về này kia thì bấm nút hôm ở trên màn hình ha. Rồi nút nguồn thì bình thường, nghe gọi tốt, bỏ sim nghe gọi luôn ha. Rồi em bán 350 nha, mã số là 812 nha, bỏ sim nghe gọi tốt lắm, 350 nha. Máy móc ok luôn ha. Máy này thì chỉ có lỗi nút home thôi, còn như là full chức năng nha. Pin thì tốt lắm, nghe gọi ok luôn ha. Ở bên đây có những ứng dụng sẵn rồi nè, xài được gì xài ha. Rồi này thì em bán nghe gọi nha. Rồi máy sạch sẽ ha, cây này sạch sẽ nha. Cây này không có tài khoản gì hết, sạch sẽ, quên nút home rồi. Máy sạch sẽ nha. Rồi cây này em bán 350, mã số là 812 nha. Rồi cái 813 nè, cây này cây Oppo Neo 9 nha. Cây này họ RAM 2 bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng 350 luôn. Đó, bỏ sim nghe gọi được 2 sim luôn ha, 2 sim 3G luôn. Mã số là 813 nha. Máy này thì cũng là Rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con à, Rin nguyên cây full chức năng. Máy sao bán vậy nha, ở trong clip sao là máy vậy nha. Đó, mỗi mã số là có một cây máy duy nhất nha, 813 ha. 350 nha. Rồi cái 815 nè, cây này cái Galaxy Z320 nha, Z320. Cây này bị ám nhẹ ha, em bán có 400. Học online tốt Android 5 chấm luôn, em bán có 400 ha, mã số là 815 nha. Cây này cũng là Rin nguyên cây full chức năng luôn ha. Rin nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết, màn Rin man Rin hết toàn bộ luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con rồi, pin tốt lắm, xài được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Rồi cây này em bán 400 nha, mã số là 815 nha. Rồi cái 816 nè, cây này cây Huawei nha. Huawei U202, cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 16 Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 400 nha, xài được 2 sim luôn nha. Pin thì trâu lắm, bỏ sim nghe gọi trâu dữ lắm. 816 nha, mã số là 816 ha. Chủ yếu là pin trâu ha, máy móc ok full chức năng. Em tải sẵn cũng ứng dụng hết luôn cho bà con rồi ha. Đó, em tải sẵn luôn ha. Máy móc ok full chức năng nha. Rồi em bán có 400 rồi nha, bỏ 2 sim nghe gọi ok luôn ha. 816 nha. Rồi cái 817 nè, Galaxy Z500 nha. Cây này họ học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này của thằng Sam luôn ha. Em bán 450 luôn, 450 xài được 2 sim luôn ha. 817 nha. Máy móc ok full chức năng luôn, màn hình Rin man Rin hết toàn bộ luôn. Đó, của thằng Sam luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này 817 nha, 450 ha. Rồi cây 818 nè, cây này cây Redmi 7A nha. Cây này tiếng Anh, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này đúng ra em bán tới 700 luôn, nhưng mà em bán có 500 thôi do tiếng Anh ha. Nhưng mà tải ứng dụng vô tiếng Việt ha, pin thì trâu lắm. Máy này chủ yếu là pin trâu, chơi được game luôn nha. Đó, 2 sim 4G luôn, máy móc ok full chức năng nha. Đó, máy này em tải sẵn ứng dụng rồi, màn hình nó đẹp lắm, Kensho Pen luôn. Đó, những ứng dụng em tải vô tiếng Việt ha, nhưng mà thì không cài đặt thì tiếng Anh ha. Máy móc ok, pin thì tốt lắm, màn hình đẹp luôn nha.
Đó em bán có giá 500k, 500k nhưng mã số là 818 nha, nó nặng kịch rồi. Máy ok lắm, hai sim luôn nha. Máy móc ok ha. À, 818 luôn, 500k nha. Rồi cái 819 nè, cây này cây Galaxy A01 nha, cây này pin tốt lắm, RAM 2, bộ nhớ 32 nha, Android nó 10 chấm luôn. Đó, cây này em bán 550 nha, của thằng Sam luôn, máy móc ok, dài thọ ha, pin thì trâu lắm. Mã số là 819 nha. Đó, A01 nha, A01 xài được hai sim luôn nha. Máy móc ok, màn hình Rin, men Rin, Rin hết toàn bộ luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Đó. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy sạch sẽ nha. Rồi 550 nha, mã số là 819 nha. Rồi cái 820 nè. Đó, cây này cây Redmi 6A RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 550, mã số là 822 220 nha. 820 nha, xài được hai sim một thẻ nhớ ha. Đó 550 mã số là 820 nha. Android nó 9 chấm luôn, máy móc ok full chức năng. Em tải sẵn ứng dụng luôn, pin tốt lắm, máy móc ok luôn ha. Máy móc ok luôn. Rồi 550 mã số là 820 nha. Rồi cái 821 nè, cây Redmi Note 5 nha, bị đớm. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này là bị đớm chứ không phải là bị nứt đớm nha. Nứt đớm là khác đớm ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm, chơi được game Liên Quân, Free Fire, Vi Up luôn ha. Chơi tất cả các ứng dụng luôn, ứng dụng nào tải cũng được hết. Găng tay một chạm có hồng ngoại ha, xài được hai sim 4G luôn. À, em bán 550 nha, do bị đớm chứ không có đớm là em bán tới 7-800 nha. Mã số là 821 nha. Cây này màn hình Rin luôn. À, bị đớm vài bữa nó hết nha, đớm này vài bữa nó tan nha, do bị tức ha. À, máy móc ok full chức năng luôn. Rồi em bán có 550 cái này ha, chơi được game luôn nha, bị đớm ba đớm rồi ha. Rồi cây này 550 mã số là 821 nha. Rồi cái 822 nè, cây Asus X00DD nha, X00DD RAM 3, bộ nhớ 32, RAM 3 mà bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Em bán có 600, găng tay một chạm nè, xài được hai sim 4G ha. Nó có 600k mà. Nó đẹp kênh xe ben luôn. Nó tải sẵn ứng dụng cho bà con, màn hình đẹp ha. Pin thì tốt nha, máy móc ok ha. Đó, có găng tay một chạm luôn nha, hai sim luôn nha. Rồi 822 nha, 600k ha. Rồi cái 825 nè, cây này cây Sony XA1 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Cây này em bán 650 nha, xài được hai sim luôn. Nó vuông vuông dứt dứt đã ha, nó vuông sặc đuôi tai si luôn, xài được hai sim luôn. Màn hình hơi cong cong nhẹ nhẹ ha. Máy móc ok full chức năng luôn. Đó, màn hình tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, đẹp ha. Rồi cây Sony nó đẹp ha. Máy móc ok luôn ha. À, 825 nha, 650 nha, 650 cái này ha. Rồi 826 nè, cây Redmi Note 4 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 650 rồi nha, găng tay một chạm nha, có hồng ngoại nha, xài được hai sim 4G luôn. 650 thôi, RAM 3 cũng nhớ 32, chơi tất cả các loại game Liên Quân, Free Fire, Vi Up luôn ha. Đó, Android 7 chấm luôn, 82726 nha, 826 nha. Máy móc ok, tải được hết ứng dụng, toàn bộ ứng dụng luôn nha. Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, pin thì tốt lắm, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi cây này 650 nha, mã số là 826 nha. Rồi cái 827 nè, cây này cái Oppo F7 nha. À, nó bị ám, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm luôn nha. Nó cây F7 ha. Tại em nhớ con cây mà không biết cây nào. Cây này đúng là cây F7 luôn ha. À, cây này em bán 700 nha, mã số là 827 nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64 á. Nó F7 đẹp không? Máy móc ok luôn, hơi ám nhẹ nha, được cái màn hình Rin. À, tải sẵn ứng dụng rồi, cũng không ảnh hưởng gì mấy ha, máy móc ok full chức năng nha. Đó màn hình thì đẹp ha, không chày vậy. Đó máy móc ok luôn đó. Rồi cây này mã số là 827 nha, 700k nha, RAM 4 nhớ 64 luôn á. Rồi cây 828 nè, cây Note 6 nha, Note 6 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thì Note nó mạnh lắm nha. Đó em bán có 700k thôi, 700k mã số là 828 nha. Máy móc ok luôn, xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, bằng nhôm nguyên khối luôn. Cái sườn nó là nhôm nguyên khối, máy móc ok full chức năng nha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, được cái màn hình Rin, men Rin, Rin hết toàn bộ luôn. Rồi, cây 700 nha, mã số là 828 nha. Rồi cây 829 nè, cây này Galaxy J7 Prime nha, J7 Prime RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 700 nha, mã số là 829 nha.
G7 và RIM RAM 3 bộ nhớ 32 luôn. Thường thường ở đó mấy ông mấy chú phái kiếm cái này lắm, tối ngày đi kiếm em đi kiếm cái này không. Có G7 và RIM, có G7 và RIM không? Giờ lo em có 2 cây luôn ha. Rồi 829 nha, 700k ha. Hai sim 4G luôn. Rồi cái 832 nè, cây này cây Galaxy A6 nha, của Sam ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán 750, 750 có găng tay một chạm luôn ha. Xài được hai sim 4G luôn. Máy móc ok, full luôn, cứng khừ luôn ha. 750 mã số là 832 nha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng vô con luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Pin thì tốt lắm, máy móc ok luôn. Rồi cây này 750 mã số là 832 nha. Rồi cái 834 nè, Galaxy J7 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Đó, J7 Pro ha. Cây này em bán 900 nha, 900k ha. Đó, xài được hai sim. Hai sim luôn nha, một thẻ nhớ luôn. Đó, 900k mã số là 834 nha. Máy này của thằng Sam, máy móc ok, full chức năng. Em tải sẵn ứng dụng vô con rồi. Đó, full chức năng luôn, máy móc không lỗi gì hết luôn nha. Màn hình thì đẹp, con cá nó lội nè, đẹp không? Cực kỳ luôn, găng tay trên nút home luôn. Rồi 900k có cây G7 Pro nha. Mã số là 834 nha. Rồi 836 nè, Galaxy S9 nha, S9 nhỏ ha, S9 không phải S lớn nha, S9 ha. Em có cây S9 lớn nên chút giới thiệu cho. Cây này bị ám nhẹ ha, cây này không nứt, không nứt không gì hết luôn, nguyên bản luôn. Cây này thì màn hình Super OLED cong luôn nha, có sạc không dây luôn, có đo nhịp tim luôn, găng tay một chạm nè, có đuôi tai nữa ha. RAM 4 bộ nhớ 364 nhưng RAM 4 64 Android 10 chấm luôn ha. Cây này em bán con 1,6 triệu, chưa đủ tiền cái màn hình nữa, 1,6 triệu thôi. Màn hình này không là bổn á, mã số là 836 nha. Màn hình không là 4-5 triệu mà bán có 1,6 triệu là luôn nguyên cái máy luôn. Đây hơi ám nhẹ nha, nó ám là màn hình Super AMOLED của thằng Sam là lúc nào cũng phải ám miếng nha, phải bắt buộc phải vậy luôn. Nhưng mà xài bình thường nếu mà màn hình đen thì không thấy nha, màn hình mà trắng tát luôn mới thấy. Em vô cài đặt chủ yếu là cho coi màn hình trắng, mình cài màn hình đen không thấy nha. Giá 1,6 triệu nhưng mã số là 836 nha. Rồi cái 837 nè, cây này Galaxy S8 LED nha, S8 Plus ha. Đó, cây này camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại ha. Có đo nhịp tim, sạc không dây, đuôi tai xi ha. Cây này xài được hai sim, đặc biệt là RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này màn hình cong Super AMOLED. Không lỗi là không gì hết luôn. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Rồi camera em quay không nổi cái màn hình đó, để em tăng lên hết luôn. Tăng lên hết luôn á, độ phân giải nó mới chịu nổi. Đó màn hình đẹp kê luôn ha, đó trắng bóc luôn, trắng như ngọc trinh. Máy móc ok, full chức năng nha. Đó máy móc là tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó màn hình Super OLED cong luôn nha, giá có 2,2 triệu, xài được hai sim nha. Cây này phiên bản hai sim nha, nó 2,2 triệu thôi. Mã số là 837 nha, được cái Galaxy S9 cộng ha. Rồi 838, 838 nè, cây này Galaxy Note 9 nha. Note 9 RAM RAM 6 bộ nhớ 128, Android nó là 9 chấm. Cây này cũng xài được hai sim. Em bán 2 triệu 3 nhân găng tay một chạm, camera kép, đo nhịp tim, có sạc không dây, có sạc DTC, có cây viết, màn hình hai cảm ứng, màn hình Super AMOLED. Máy móc ok, full chức năng luôn nha. Đó màn hình đẹp luôn, nó đẹp luôn, không ám ố không gì hết luôn, nó trắng như ngọc trinh luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn nha. Rồi cây này em bán giá rẻ bèo 2,3 triệu, xài được hai sim luôn. Nút lưng thì hơi bị nứt chỗ này miếng ha. 838 nha, 2,3 triệu nha. Máy còn đẹp kênh sờ bên luôn, pin tốt luôn, máy móc ok luôn ha, đã nha. Chơi ha. Rồi cây đầu tiên là 7885, 785 nè, cây Oppo Neo 5 nha, cây màu trắng đẹp ha. Nó nhỏ gọn xinh xinh, RAM 2 bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Em bán có 300 mà bỏ được hai sim nghe gọi luôn, 4G luôn nha. 3G luôn, máy móc ok luôn ha. Màn hình full chức năng, máy móc ok, riêng nguyên cây luôn, của Hùng Bồ luôn. Đó, máy móc ok luôn, pin thì tốt lắm, bỏ sim nghe gọi, bỏ túi nghi gọn đi gãy này ok luôn, gọn nhỏ ha.
300k, mã số là 785 ha. Em khoảng còn chừng 10 cây cây này nữa, còn khoảng 10 cây ha. Ai mua số lượng nhiều thì nói em ha. Rồi bên em bán thì có cọc nha. Bà con mua thì cọc cái cạc Viettel 50% nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha, cộng 100 thì bao ship nha. Bên em cọc mới bán nha. Rồi 785 nha, 300k. Rồi 786 nè, cái ốp bồ neo 7 nha, em còn khoảng 10 mấy cây nữa. Ai mua số lượng nhiều thì nói em nha. Học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 350, bỏ sim ngay gọi ok, 2 sim luôn. Máy 3G luôn, máy móc ok, full chức năng. 786 ha, mã số là 786 nha. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi, test ok kỹ lưỡng cho bà con luôn ha. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, tên của nó là Oppo Neo 7 ha. Rồi 350, mã số là 786 nha. Rồi cây 788 nè, cây Galaxy Z200 nha, học online tốp Android 5 chấm luôn, em bán 350 luôn Z200 nha. Đó, cây này cũng rin nguyên cây, full chức năng, xài được 2 sim nó để chữ đòn 2 sim nha. Mã số là 788 nha, của thằng Sam ha, full chức năng, rin nguyên cây, màn hình rin, men rin, pin rin luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn cho bà con luôn ha. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn, pin thì tốt lắm, bỏ được 2 sim luôn, của thằng Sam luôn. Cây này dễ gì hơn nó, trừ khi mình bị rớt, bị da đập bể, bị rớt dưới nước cái này kia, mắc mưa kia, chứ bình thường thì xài biết chừng nào hư nó. Nó bền cùi cùi lắm. Đời của nó lần nay cũng khoảng mười mấy năm rồi, cũng vẫn còn xài tốt. Rồi có 350, mã số là 788 nha. Rồi cây 789 nè, cây này cái Oppo Neo 9 nha, học online tốt, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm nha. Cây này em bán cũng 350 màu đen nha. Mã số là 789 nha, Oppo Neo 9 luôn màu đen ha. Đó, 350 bỏ được 2 sim nghe gọi luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, pin thì tốt, máy móc ok, màn hình rin luôn. Đó, 350 mã số là 789 nha. Biết tại sao những cái này mà rin không? Chứ màn hình lô nó còn mắc hơn cái màn hình của cái ma cái giá em bán nữa, lấy gì thay. Đó, nên em để nguyên cây gì em bán rin bán, chứ còn lô dục mẹ nó bán ra chai chứ bán gì nữa. Cái mà giờ chạy ra mua cũng 400-500 rồi. Giờ bán có nguyên cây máy đừng có 350 rồi bán cho bà con bỏ sim. Nay mạng nó khóa 2G còn có 3G trở lên nữa mà. Bắt buộc giờ bán dòng rẻ cho bà con bỏ sim mấy cho chú mà bán với số làm hồ này kia, có cái dành dụm được mấy trăm mua bỏ sim nghe gọi, chứ giờ mấy cừu bắp đâu gọi được nữa. Rồi 350 rồi, mã số là 789 nha. Rồi cái 790 nè, cũng là Oppo Neo 9 luôn, cây này màu hồng nha. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán 350, mã số là 790 nha. 790 nha, xài được 2 sim luôn, riêng nguyên cây full chức năng. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con nè, nó thấy không? Máy móc ok, full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Qua 350 rồi, mã số là 790 nha. Rồi 791 nè, cây này cây Oppo Neo 9 luôn, màu vàng ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán cũng 350 nha. Ai thích màu gì thì mua theo mã số nha. Mỗi một mã số là một cây một duy nhất nha. 791 nha. Đó, 350 nha, mã số là 791 nha, xài được 2 sim rin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc em tải sẵn ứng dụng luôn, test ok kỹ cho bà con rồi ha. Máy móc ok luôn ha, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Rồi cây này thì cũng là rin nguyên cây full chức năng của thằng bồ luôn ha. Mã số là 791 nha, 350 thôi. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng 100 thì bao ship nha. Ở bên em bán có cọc mới bán nha. Rồi cây 793 nè, cây này cây Redmi 3S nha, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, cây này rất là mạnh nữa, xài được 8 nhân luôn, sở hữu 8 nhân cùng lúc luôn, găng tay một chạm có hồng ngoại nè. Cây này xài được 2 sim luôn ha. Em bán 500 nha, mã số là 793 nha, 793 ha, 500k ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, đã ha, riêng nguyên cây luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè, máy móc ok luôn, của My lớn mạnh lắm nha. Đó, 8 nhân luôn nha. 793 có găng tay một chạm, găng tay có nghĩa là mình cài đặt găng tay xong rồi đúng chính chủ của nó để vô tay là phật màn hình lên luôn, khỏi cần bấm nút nào hết, gọi là găng tay một chạm ha. Còn hồng ngoại là mình chỉnh được tivi máy lạnh, hiện giờ máy lạnh là tivi nè, những cái nào mà có remote này, thích hợp vô đây hết, mình bấm từ xa bằng điện thoại hết toàn bộ luôn ha. Rồi cây này em bán là 500k, mã số là 793 nha. Rồi cây 794 nè, 794 nè, cây này cây Oppo F1S nha, bị nứt. Bị nứt cái tí nỉ ở đây nè, cái tí nỉ hai đường ở đây ha. Đó,
Nước con tí nỉ à, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm. Cây này em bán có 500 rồi nha. Nó bự tổ hồi nãy luôn, nước con tí nỉ à. À, mã số là 794 nha. Em bán sổ cái này luôn, xài được hai sim luôn nha. Của thằng bồ luôn á, em tải sẵn ứng dụng nè. Đó, những ứng dụng em tải sẵn hết trơn rồi. À, rồi cái nút home này là có găng tay luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Rồi có 500k thôi, mã số là 794 nha. Rồi cái 795 nè, cây này gọn nhỏ bỏ túi nghe gọi ok luôn ha, cũng mạnh mẽ ha. Cây này của cây này mạnh mẽ lắm, nó xài được hai sim nha. À, một thẻ nhớ cái nắp đậy mất rồi ha. À, lâu quá nó rụng rồi. À, nó vậy nhưng mà bỏ sim nghe gọi ok ha, hai sim. Sony XA nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 500 nha, mã số là 795 nha, màu cam ha. À, ví dụ mình đi uống cà phê mình để trên bàn ha. Màu nó đẹp quá nên không có lạc được nó ha. Nó cài luôn cái màn hình màu cam luôn là hết sảy luôn, màu cam hết luôn. Đó, thấy không? Cài nguyên cây cam hết luôn. Rồi em tải sẵn ứng dụng cho bà con nè, máy móc ok, full chức năng, pin tốt. À, cảm ứng này kia ok hết toàn bộ luôn ha. À, cảm ứng này rin nguyên cây luôn, màn hình rin luôn nha, rin hết toàn bộ luôn, pin thì tốt lắm nha. Của máy này xài tốt lắm ha. Mã số là 795 nha, 500k ha. Rồi 796 nè, cây này cây Redmi 6A nha, RAM 2, bộ nhớ 32, RAM 2, bộ nhớ 32, Android nó là 8 chấm. Cây này em bán 550 nha, Redmi 6A, ha. 550, mã số là 796 nha, 796. À, máy móc ok, full chức năng, à, xài được 2 sim luôn. Đó, cây này em bán có 550 thôi, rất là mạnh mẽ luôn, chơi được tất cả các ứng dụng luôn, tải vô sẵn luôn ha, ứng dụng mình tải thêm ok luôn ha, mạnh 58 nhân luôn. Em bán có 550 rồi nha, mã số là 796 nha. 797 nè, Galaxy Z600 nha, Z600. À, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm nữa ha, hai sim 4G. Cây này em bán 700 thôi, mã số là 797 nha, của thằng Sam luôn, bán có 700 mà găng tay một chạm luôn nha. Đó, Z600 nha. Máy móc ok luôn, full chức năng nha, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè, đó. À, máy full chức năng em test hết rồi, máy móc ok luôn ha, có 700k sở hữu cái G6 ha. Rồi mã số là 797 nha. Rồi cái 798 nè, cây này cây Asus X00LD luôn, cây này RAM 4 nha, 64 RAM 4, 64 Android 8 chấm luôn. Cây này đúng ra em bán 1 triệu mà em cây này của dòng này em bán có 700 rồi nha, 700k, mã số là 798 nha, có 700k thôi, đúng là RAM 4, chơi được tất cả các loại game ứng dụng này kia, tải được hết. Đó, găng tay cho nút home luôn, máy rất là mạnh mẽ nha, máy rửa mạnh lắm, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Rồi cây này em bán 700 nha, mã số là 798 nha, xài được hai sim 4G luôn. Rồi 799 nè, 799 là cây Oppo F5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này màu đỏ nha. À, pin của nó hư rồi, em lấy cục pin khác em bỏ vô dòng nó cao hơn, pin nó tốt hơn nha, nó hơi phù nhẹ nhẹ nha, chứ không phải là phù pin đâu, do em để cục pin bự vô á. À, em bán có 700 rồi nha, màu đỏ, găng tay đẹp quá trời luôn, màu hình mù dục nè, nó xài được hai sim 4G luôn ha, mã số là 799 nha. À, Oppo F5 ha. À, máy móc em tải sẵn ứng dụng rồi, tải sẵn hết cho bà con luôn, máy móc ok đẹp luôn ha, nó tải sẵn ứng dụng, pin thì tốt lắm, bỏ hai sim nghe gọi luôn, 799 nha, 700k nha. Rồi em có cây iPhone 6 Plus nha, iPhone 6 Plus, cây này quốc tế, mức vân tay 16GB. Cây này hồi đó nếu mà cầm giá khoảng là 6-7 triệu đi mua nó không nổi, 6-7 triệu đi mua nó không nổi luôn. À, bây giờ em bán có 5-850 bằng cái giá màn hình luôn, mã số là 801 nha, 801. 6 Plus này thì tải được tất cả các ứng dụng luôn, Liên Quân, Wi-Fi, Web chơi được hết luôn ha. Rồi ứng dụng này kia rồi chơi được hết luôn, gắn tài khoản vô thì tải thôi ha. Có tài khoản của thằng này thì tải ha, máy móc ok luôn ha, ở trong đây nhập wifi vô thì nhập cái tài khoản vô tải ha, máy móc ok full chức năng luôn đó. Rồi chơi game được luôn ha, có 850, mã số là 801 nha, 6 Plus luôn á. 802 nè, em có cây Galaxy S8 cộng nha, S8 Plus nha, S8 Plus của thằng Sam luôn, chúng phải thường luôn, màn hình Super OLED trong luôn, bởi vì nứt màn hình nha. Cây này có găng tay một chạm nè, có đo nhịp tim nè, sạc không dây nè, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 9 chấm luôn. Cái màn hình Super OLED trong hồi đó là bộn giá đó, chứ không phải thường đâu, em bán sát luôn,
Em bán giá này bằng giá men luôn, có 900 rồi nha. Mã số là 802 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, màn hình hơi ám nhẹ thôi, chứ thực ra là nó bị nứt thôi chứ không có đốm nha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Màn hình cong luôn, Super AMOLED luôn, có 900K, mã số là 802 nha. Rồi cái 803 nè, cây Galaxy Z7 Plus nha, màu đen ha. Cây RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó là 9 chấm. Cây này cũng Sam luôn, camera kép luôn ha. Xài được hai SIM 4G luôn, một thẻ nhớ ha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Full chức năng luôn, tải con cá điện ảnh rất là cao luôn, đẹp Ken Span luôn. Nó em tải sẵn ứng dụng luôn à. Cái nút home này có găng tay luôn nha. Z7 Plus nha. Ra em bán có 900K nha, mã số là 803 nha. Rồi 805 nè, em có cây Galaxy A71 à, cây này của thằng Sam nha. Đó, ba camera luôn nha, mã số là 805 nha. Cây này thì RAM 8 nha, RAM 8 cộng 8 là RAM 16 nha, mỗi nhớ 128. Cây thằng Sam mà RAM 16 GB thấy ghê không. Cây này màn hình Super AMOLED luôn chứ không phải thường luôn, sạc bằng đuôi taxi. Sạc đuôi taxi, xài được hai SIM 5G luôn nha. Rồi cây này Android nó 13 chấm luôn, thế hệ mới luôn nha, thế hệ cao nhất hiện giờ luôn nha. Em bán có 2 triệu 2 nha, mã số là 805 nha. Đây em cho coi cái màn hình nó đẹp Ken Span luôn, màn hình nó đẹp một cái nha, con cá nó lội nè. Trời ơi, pin thì tốt lắm, máy móc ok, full chức năng luôn. Rin nguyên cây luôn nha. Cây này màn hình rin nó hơi ám nhẹ, ấm nhẹ thôi chứ không ám nhiều nha. Đó, màn hình quay đúng đàng hoàng là nó như vậy nè. Còn camera nó vô nó đọc phần với phân giải của màn hình cao quá nó đọc không nổi, tại vì mà khi mà mình tăng cái camera lên cao quá thì mình quay nó nặng lắm, máy nó bức luôn. Đó, màn hình đẹp luôn nha. Rồi máy móc ok, full chức năng là pin tốt lắm, pin ok lắm ha. Rồi cây này có sạc taxi luôn, 805 nhân giá 2 triệu 2 nha. 2 triệu 2 là hồi đó làm gì cầm được cây này mười mấy triệu á. Rồi, cây này là 771 nè, cây Apple Neo 5 nha, nó nhỏ gọn, ok, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn, riêng nguyên cây full chức năng, xài được hai SIM luôn, em bán 300 nha, 300 ha, của con bồ này bán 300 luôn, riêng nguyên cây full chức năng, tải sẵn một nồi ứng dụng luôn ha. Đó, em mua chút nữa tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ cho bà con luôn, nó Neo 5 thì nó bấm lên đây ha. Rồi 300K nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cọc 100 thì bao ship nha. À, chuyển khoản ngân hàng thì em gửi qua tin nhắn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng ha. Bên em bán có cọc mới bán nha, không cọc không bán ha. Rồi 772 nè, cây Oppo Neo 7 nha, học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này cũng xài được hai SIM luôn, em bán 350 nha, màu trắng ha. 772 màu trắng ha. Đó, mã số nó là ở trên đó luôn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng, giải sẵn ứng dụng luôn, xài được hai SIM luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây 772 nè, 350 nha. Rồi cây 774 nè, cây Oppo Neo 9 nha. Cây này bị nứt một góc trên đầu thôi ha. Nứt con tí nị à, ảm ứng xài bình thường, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 300 thôi, 300K ha, mã số là 774 nha. Đó, bị nứt miếng em bán rẻ luôn, xài được hai SIM, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok, full chức năng ha, green nguyên cây luôn. Rồi 774 nha, giá 300K ha. Rồi cái 775 nè, 775 là Galaxy Z320 nha, học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450, riêng nguyên cây, xài được hai SIM 4G. Mã số là 775 nha, 450 nha. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn. Tải sẵn một ứng dụng luôn đó. Z320 hồi đó mắc lắm nha, giờ bán còn có 450, mã số là 775 nha. Rồi 777 nè, cây này Galaxy A7 nha, Galaxy A7 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này 500K, mã số là 777 ha, xài được hai SIM luôn ha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn. Đẹp lắm nha, hai SIM luôn. Đó, máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng, pin thì tốt không, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này 777 nha, xài 500K thôi, 500K sở hữu cái này ha. Rồi 778 nè, cây này cái Sony G3312 nha, cây này pin trâu lắm, sạc đuôi taxi, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cái nắp đậy này mất rồi ha, nhưng mà nó gắn được một thẻ nhớ với hai cái SIM nha.
Cây này em bán 550, mã số là 778 nha, 778. Máy móc ok, full chức năng nha. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi ha. Đó, một nồi ứng dụng luôn. Máy móc ok, cứ để vậy bỏ sim vô nghe gọi ra ha. Rồi 778 có 550 nha, 550 sạc đuôi taxi 2 sim luôn. Đó, pin thì trâu như con bò. Rồi cái 779 nè, cái Galaxy S6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm, em bán 600 nha, 600K, mã số là 779 nha. Nó màn hình Super OLED, có sạc không dây, có đo nhịp tim nha. À, có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim luôn nha. À, máy móc ok 779 nha, 600K, màn hình Super OLED luôn, cỡ tróc thủy tí nị ở đây ha. Ảnh hưởng gì hết. Màn hình thì đẹp, Super OLED luôn, pin thì trâu. Máy móc ok luôn ha. Rồi em bán là 600K, mã số là 779 nha. 779 có 600K Galaxy S6 luôn nha. Rồi cái 781 nè, Galaxy S6 à, Galaxy Z6 nha. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Em bán 550, 650 nha. 650 mã số là 781 nha. Có găng tay một chạm nữa, xài được 2 SIM 4G, một thẻ nhớ ha. À, máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết luôn ha. Máy full chức năng luôn. Đó. Máy full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng vô con này ha. Rồi cây này em bán giá là 650, mã số là 781 nha, 781 ha. Rồi 782 nè, cây này cây Galaxy Z7 Pro nha, Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 9 chấm. Cây này em bán 900 nha, mã số là 782 nha. 782 luôn. Máy móc ok, full chức năng, em test kỹ cho bà con rồi, máy móc ok luôn ha. À, tải sẵn ứng dụng luôn rồi, tải hết găng tay một chạm luôn, găng tay trên nút home luôn ha. Đó, con cá lội màn hình đẹp nét ha. Rồi xài được 2 sim 4G luôn, 900K, mã số là 782 ha. Rồi cái 783 nè, cây này cây Oppo Reno 4 nha, RAM 8 cộng 5 nha, RAM 8 cộng 5 ha, rồi RAM 10 10 10 13 nha, RAM 13.13 RAM ha, mà bộ nhớ 128, Android nó 12. Cây này mạnh lắm, có sạc bằng đuôi Type-C ha, xài được 2 sim 5G ha. À, cây này em bán 2 triệu rưỡi cho mã số là 783 nha. Màn hình thì gọi là đục lỗ luôn, hai lỗ luôn mới ghê nè, đục luôn. Máy móc ok, full chức năng ha, màn hình đẹp ken xe ben luôn. Đó, đẹp ken xe ben luôn nha. Rồi cây này rất là mạnh mẽ luôn, chơi được tất cả các loại game luôn, pin thì tốt, sạc còn đuôi Type-C luôn ha, xài được 2 sim luôn. Đó, Reno 4 nha, RAM nó rất là mạnh luôn, bộ nhớ 128 GB luôn, 2 triệu rưỡi nhưng mã số là 783 nha. À, 784B nè, cây em có cái iPad mini 1 nha, cây bản giải trí ha, có cái sim luôn, cái sim nữa ha. Đó, cây này em bán 700 nha, mã số là 784B nha, hàng trái táo ha, có sạc micro ha, Lightning cũng sạc Lightning, em lộn đó. À, tải ứng dụng thì gắn tài khoản vô đây thì tải ha. À, máy móc ok, full chức năng ha, không lỗi gì hết. À, cây này 784B nha, 700K ha, hàng trái táo nha. Rồi cây đầu tiên là 750 nè, cây Oppo Neo 7 nha, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350. Cây này xài được 2 sim luôn của bồ luôn ha. Đó, máy móc ok, đẹp zin luôn, máy móc zin toàn bộ luôn, zin hết cây luôn. Đó, máy móc đẹp luôn ha. Rồi có 350 rồi, mã số là 530 nha, 750 750 nha, 2 sim luôn. Đó, full chức năng không lỗi gì hết nha. Rồi cái 755 nè, một thời nha, J700 nha, màn hình bự, màn hình zin nó đẹp lắm, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn, em bán 600K thôi. Hồi trước em bán cây này 700, 800, 900 luôn, có một thời bán 900 luôn. Mã số là 755 nha, xài được 2 sim nha, của thằng Sam luôn. Cây này zin nguyên cây, full chức năng, zin luôn ha. Màn hình zin, men zin, zin hết toàn bộ luôn. Tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn. Đó, màn hình nó bự luôn nha. Rồi tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Rồi 600K nha, mã số là 755 nha. Rồi cây 757 nè, 757 là Galaxy Note 4 nha, cây này Galaxy Note 4 luôn á. Nó vừa sườn này, sườn nhôm nguyên khối nha, có cái viết màn hình Super AMOLED, màn hình hai cảm ứng. Cây này thì đo nhịp tim được nè. Nó cây này có hồng ngoại luôn nha, hồng ngoại luôn. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Cây này em bán 600 chưa đủ tiền màn hình, 600K, mã số là 757 nha. Màn hình zin luôn, men zin, mini zin hết toàn bộ luôn.
đó, màn hình Super AMOLED đẹp trên Xiaomi luôn đó, máy móc ok luôn ha, nút hôm nút găng tay cho nút hôm luôn đó, cây viết có luôn nha. Rồi cây này em bán 600, mã số là 757 nha. Rồi cây 759 nè, cây này cây Galaxy A6 nha, A6 luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán có 700 rồi nha, 700k, mã số là 759 nha, 759 ha. Cây này có găng tay nằm đây nè, găng tay một chạm luôn. Của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp kênh ha. Full chức năng, không lỗi gì hết. Em tải sẵn ứng dụng cho con, rồi pin tốt luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi, cây này xài được hai sim nha. Rồi, 700k, mã số là 759 nha. 760 nè. Cây Redmi Note 5A, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 700 nha, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được hai sim 4G luôn. Đó, Redmi Note 5A. Cây này em bán 700 ha. Chơi được game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn, rất là mạnh mẽ. Đó, chơi được tất cả ứng dụng luôn ha. 760 ha, tải được hết ha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp. Đó, màn hình Kensington luôn, đẹp kênh luôn ha. Đó, thấy không? Rồi, cây này bán cũng bèo luôn ha, chơi được game luôn nha. Rồi, 700k, mã số là 760 nha. Rồi, cây 763 nè, cây Redmi S2. Cây Redmi S2 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán 750 nha, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G. 750 nha, mã số là 763 nha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi V-Up luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm, chơi game rồi cực kỳ luôn. Máy móc ok luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Rồi cây này full chức năng ha. 750, mã số là 763 nha. Rồi cây 764 nè, cây Redmi 5 Plus nha. Đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G. Đặc biệt RAM 4 luôn, em bán có 800 rồi nha. Mã số là 764 nha, chơi được tất cả các loại game ứng dụng này kia, tải được hết. Full chức năng, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Mà máy móc ok luôn. Cây này Rin nguyên cây full chức năng ha. Rồi. Rồi cây này 800 ha, mã số là 764 nha. Xài được hai sim 4G luôn ha. Rồi em có cây 8 nè. Cây iPad nha, iPad mini 1 nha. Cây này bán giải trí luôn, 700k ha. Nó cây này không có xài sim, xài wifi nha. Đó, em bỏ em sẽ tặng thủng cáp ha, mã số là 770A nha. 770A nha. Đó, mini nè, máy còn càng đẹp kênh xe ben luôn. Đó, máy còn đẹp kênh xe ben luôn. Vút qua ha. Đó, máy còn đẹp kênh luôn. Em có tải sẵn mới ứng dụng ha, ai nhập nhập cái tài khoản vô tải thêm ha. Nhập cái tài khoản vô tải thêm nha. Máy ok full chức năng nha. Máy còn đẹp kênh luôn ha. Mini 1 nha. Rồi em bán rẻ bèo á, chưa đủ tiền cái màn hình, 700k, mã số là 770A nha. Rồi cây 7 736 nè, 736 là Oppo Neo 7 ha, học online tốt, Android nó 5 chấm ha. Cây này màu trắng nha. Em bán 350 luôn, Rin nguyên cây full chức năng, xài được hai sim luôn, của một bộ luôn nha. Mã số là 736 nha, máy móc cũng còn đẹp lắm, máy móc ok luôn, Rin nguyên cây luôn nha. Full chức năng luôn, nó tải sẵn ứng dụng vô con rồi ha. Ứng dụng rồi tải sẵn hết tương luôn. Rồi em bán 350 nha, mã số là 736 nha. Rồi 737 nè, cây Oppo Neo 7 luôn, cây này hơi ám nè, không nứt không bể không gì hết luôn, màn hình riêng luôn, hơi ám nhẹ. Học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 300 nha. 300 nha, mã số là 737 nha. Cây này xài được hai sim, riêng nguyên cây full chức năng còn đẹp luôn. Màn hình hơi ám nhẹ ha. Đó, màn hình hơi ám như vậy nè. Rồi 300 ha, bỏ sim nghe gọi hơn cũng lời nữa. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Đó, tải sẵn một nồi luôn. Rồi máy móc ok luôn, 300k thôi cây này ha, mã số là 737 nha. Rồi cây 740 nè, cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 400k, riêng nguyên cây full chức năng, nhỏ gọn dễ nghe túi, bỏ túi nghe dễ dễ nghe ha. Cây này hai sim luôn nha, đoan là hai sim nè. Mã số là 740 nha, 400k. Đặc biệt là riêng nguyên cây full chức năng, riêng luôn, màn hình riêng men riêng riêng hết. Nó pin cũng tốt nữa, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. Tải sẵn ứng dụng luôn rồi, 400k, mã số là 740 nha.
Rồi cây 742 nữa, cây này cây Apple A71. Đó, cây này ám nha. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500 ha, 500k tại RAM 3 là đúng ra em bán 700 em bán có 500 ha. Đó, xài được hai sim luôn. Đó, mã số là 742 ha. Có 500k thôi, RAM 3 luôn. Hơi ám nhẹ, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn. Đó, màn hình còn đẹp ken luôn ha. Đó, đẹp luôn. Rõ ràng luôn. Đó, do hơi ám nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, màn hình zin nó mượt mà lắm. Rồi cây này em bán 500k ha, mã số là 742 ha, xài được hai sim luôn. Rồi 743 nè, em còn cây Note 4 ha, Galaxy Note 4, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Viền này phần khung nhôm nha, nhôm nguyên khối, màn hình Super AMOLED, có đo nhịp tim, có cây viết ha. Cây này Android 6 chấm RAM 3 luôn, em bán 600 thôi, sổ cho bà con luôn, mã số là 743 nha. Màn hình Super AMOLED luôn, có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Đây màn hình em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, pin tốt lắm nha, pin để nãy giờ bình thường luôn ha. Em test cũng ok lắm ha. Rồi màn hình Super AMOLED zin nguyên cây luôn, cây Note 4 nha, 600k thôi, mã số là 743. Rồi đầu tiên là cây 705 nè, cây Apple Neo 7 nha, cây này màu trắng đẹp ha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, cây này em bán 350 thôi. Đó, xài được hai sim luôn, cuốn bồ luôn á. Cây này thì zin nguyên cây full chức năng luôn, còn đẹp ken luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn, bỏ hai sim nghe gọi luôn đã luôn. Rồi có 350 thôi nha, mã số là 705 nha. Rồi cây 708 nè, cây Nova nha, cây này bị nứt uổng quá trời luôn, bị nứt cảm ứng xài bình thường, pin tốt, máy móc ok, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 300 nha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, Nova luôn ha. 708 nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Một nồi game luôn, em game mà, em tải sẵn hết luôn ha. Rồi cây này hai sim chọt ngoài ha, hai sim một thẻ nhớ, máy bị nứt cảm ứng xài bình thường ha, 300k, mã số là 708 nha. Rồi cây 709 nè, cây Movitas C2, vỏ nó hơi xấu, có găng tay một chạm luôn. Đó, vỏ nó hơi xấu qua năm tháng ha, em bán rẻ luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn, em bán 300 nha, mã số là 709 nha. Bán 300 luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Tải sẵn một nồi ứng dụng cho con luôn nè. Bỏ sim ngay, gọi hai sim luôn nha. Rồi có 300k rồi nha. Mã số là 709 nha, Android 7 chấm luôn. Rồi cái 712 nè, cây này cây Redmi 5 5A nha, cây này tiếng Anh ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm. Cây này em bỏ cục pin xịn vô nó hơi cao ha, nó đôn lên miếng ha. Android 7 chấm, cây này 400 nha, xài được hai sim luôn. Hai sim luôn của Redmi 5A luôn nha. Đó, cây này 400k, mã số là 712 nha. Đó, màn hình thì đẹp, ken sờ ben pin thì tốt, máy móc ok ha. Nó tải sẵn ứng dụng luôn, rất là mạnh mẽ, mạnh lắm nha. Rồi cây này em bán 400 nha, mã số là 712 nha. Rồi cây 715 nè, cây Vivo 1606 nha. Cây này có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này 450 nha, mã số là 715 nha. Nó hai sim ha. Nó là Android 6 chấm luôn, hai sim luôn, riêng nguyên cây full chức năng. Pin thì tốt, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đã luôn ha. Vỏ còn ok luôn ha. Rồi cây 450 nha, mã số là 715 nha. Rồi cây 716 nè, cây Galaxy Z320 nha, của thằng Sam luôn. Em quên mày RAM mấy rồi. Cây này học online tốt, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 716, đặc biệt nó là hai sim, nó hai sim 4G luôn nha. Máy này thì zin nguyên cây full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn đó. Máy móc ok luôn ha, đẹp nha. Cây này Z320 nha. Đó, 450 thôi, mã số là 716 nha. Rồi 720 nè, cây Vivo Y55 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán có 450 rồi.
mã số là 720 nha, xài được hai sim luôn, một thẻ nhớ trên đầu luôn ha. Máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con, một nùi ứng dụng luôn ha, màn hình đẹp, pin thì tốt, xài được hai sim luôn nha. Rồi 450 nha, mã số là 720 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi ai chuyển khoản được thì nói em gửi số tài khoản qua chuyển ha. Bên em bán có cọc nha, cọc mới bán, không cọc không bán nha. 720 nhân 450 ha. Rồi cái 727 nè, cây này kêu no no 3.1 nha. No 3.1, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 700 rồi nha. Mã số là 727 nha. 727 nha, cây này no 3 Android nó là 10 chấm luôn, rất là mạnh mẽ. RAM 3, bộ nhớ 32, nhỏ gọn bỏ túi ngay gọi, rất là mạnh mẽ luôn ha. Tại vì no này RAM 3 là mạnh lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok, bỏ túi nghe gọi đã lắm, hai sim luôn. Bỏ túi gọn hơn. 700k, mã số là 727 nha. Có cây xịn sò nè, nhìn là ghiền liền ha. Mã số là 732 nha. Galaxy A32, RAM 6 cộng 6 là RAM 12, bộ nhớ 128, Android nó 13 chấm. Cây này em bán 2,3 triệu nha. Đó, 1 2 3 4, 4 camera nha, 4 camera. Cây này sạc một đuôi tai xi ha. Nó xài được hai sim 5G. Máy móc ok, màn hình đẹp, tải sẵn con cá lội luôn, bơi lội luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình riêng luôn, màn hình riêng luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Cam đẹp lắm. Đúng, cam trong vắt ha, đẹp lắm ha. Rồi cây này 732 ha, 2,3 triệu nha. Rồi cái 682 nè, cây Lenovo A nha, Lenovo A, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 350 à, mã số là 682 nha. Cây này cũng riêng nguyên cây mà full chức năng luôn, xài được hai sim luôn, màn hình đẹp luôn, riêng hết luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. 682 nha, 350 ha. Rồi cây 683 nè, cây này cây Asus Z00ED nha. Đó, cây này thì cũng rin nguyên cây full chức năng luôn, Android nó 6 chấm luôn, RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây này em sổ luôn, bán 400 nha, mã số là 683 nha, xài được hai sim ha. Nút nguồn nằm trên đầu ha. Đó, màn hình rin nó đẹp, Kensington pin thì tốt, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng game bổng ok cho bà con luôn rồi ha. Đó, chỉ cần bỏ sim nghe gọi hai sim 400k, mã số là 683 nha. Máy móc cũng ok lắm ha. Rồi cái 684 nè, cây này Galaxy Z500 nha. Đó, của thằng Sam luôn, cây học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 450 nha, mã số là 684 nha. Cây này cũng xài được hai sim, rin nguyên cây luôn, màn hình không đủ tiền ha. Đó, màn hình không đủ tiền. Máy móc ok lúc đó, cực kỳ luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, pin tốt lắm nha. Máy móc ok luôn, đó, đã lắm nha. Bỏ túi nghe gọi đã lắm nha. Rồi cây này 450 ha, mã số là 684 nha. Nó xài được hai sim luôn ha. Rồi cây 685 nè, cây Vivo 1606 có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450, Android 6 chấm ha, 450 nha. Mã số là 685, xài được hai sim, một thẻ nhớ luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Màn hình rin, men rin hết toàn bộ luôn, máy móc rin luôn, bỏ sim nghe gọi không đã luôn, hai sim luôn ha, có 400k thôi, 450 thôi. 685 ha, 685 450 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship ha. Rồi cọc qua thì em ship ha. Rồi 701 nè. Cây này cây Vmax Active 3 nha. Cây này RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm nha. Cây này 3 camera luôn, găng tay một chạm, pin thì trâu lắm, nặng kịch, sạc đuôi tai xi. Xài được hai sim 4G, camera trước thụt lò. Cây này em bán giá 1,8 triệu nha. Đó, màn hình thì đẹp, pin hết, hết toàn bộ luôn. Máy móc ok luôn, đó. Thấy chưa, em tải sẵn con cá luôn, ứng dụng sẵn hết cho bà con luôn ha. RAM 6, bộ nhớ 64 nha, chứ không phải thường đâu. Chơi được tất cả các loại game rất là mạnh mẽ. Đó, có camera trước thụt lò luôn. Rồi giá 1,8 triệu nha, mã số là 701 nha.
G703 nè, Galaxy S9 Plus. Đó, cây này camera kép, găng tay một chạm, có đo nhịp tim, có sạc không dây, có đuôi tai xi, màn hình Super AMOLED, RAM 6 nha, bộ nhớ 256, Android nó là 10 chấm. Cây này em bán 2.3 triệu nha. Nó của thằng Sam luôn á, mã số là 703 nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn đó. Đớm nhẹ tí này ở đây tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, tại camera của em nó quay không nổi cái màn hình này. Phải tăng ánh sáng hết nó mới quay nổi. Độ phân giải của nó cao quá. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, phiên bản 6 RAM 6 bộ nhớ 256. Đó, cây này bán 2.3 triệu nha. Đuôi taxi luôn ha. Rồi, cây này 2.3 triệu luôn, hồi đó chỉ cầm 15 triệu đi mua nó. Mã số là 703 nha, 2.3 triệu ha. Rồi, cây đầu tiên là 650 nè, cây này cây Apple Neo 7 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim của bồ luôn ha. Đó, 350 thôi, xài được 2 sim luôn. Mã số là 650 nha. Máy móc thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Nghe gọi đã lắm, em tải game sẵn luôn, ứng dụng là sẵn hết cho bà con luôn. Chỉ cần nhập bỏ sim vô nghe gọi thôi, ok luôn, lụm ha, wifi đầy đủ ha. Đó, 650 nha, có 350 rồi nha. Xài được 2 sim luôn. Đó, cũng lời nữa, xài sim không cũng lời nữa.